tất cả mọi người nha. Thì hôm bữa mình cách nay 3 ngày mình có đi câu một đứa cá thòi lòi. Nói chung là bữa đó thì cách một ngày thì mình mới vừa chích cái mũi 2 của Covid á, vô cái con người nó khó chịu lắm, nó mệt mỏi mà nói chung là mình lội không nổi luôn đó. Tại giờ đó giờ mình lội cũng nay năm mấy rồi, không có khi nào mệt bằng bữa đó hết. Tại vì mình mới chích vô á thì con người nó có cái gì như nó phản ứng á, nó mệt mỏi mình bủng rủng. Thì hôm bữa đi về tới nay là bệnh luôn, nay là 3 ngày rồi. Thì nói chung là mình sẽ bữa nay mình sẽ làm ẩm thực, ngày mai mình sẽ tiếp tục đi qua Trần Bắc. Tại vì mấy bữa nay nói chung là chích vô giờ bữa đó lội được, cái người nó bệnh luôn, mấy bữa nay là lội không nổi cho nên mình không có quay clip cho người xem. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món ẩm thực rồi ngày mai mình sẽ đi quay sang Bắc, con này con nọ đăng lên cho người xem. Thì bữa nay thì tới ngày đi chợ, thì xuống chợ thì mình thấy có chị bán cá, mình thấy chị bán có một con cá rất là lạ. Mình nói chung là con cá này ở vùng biển hồi đó cho mình mới thấy luôn. Thì nếu mà dân ở đây thì người ta thấy thường, nhưng mà mình lần đầu tiên mình thấy, cho nên mình mới mua con cá này về làm ẩm thực. Thì cái con cá này á, thì cái chị bán cá chỉ nói á, thì con cá này làm gì cũng ngon. Nếu mình làm ăn cơm á, thì mình có thể là xẻ ra mình mua xả chiên hoặc là nấu lẩu kho gì cũng ngon. Đây thì mọi người có biết con cá này là con cá gì không? Nó dài chắc tầm cỡ 7 tấc á, dài dữ lắm nha. Đó, cái hình dáng của nó nè, đây cái mỏ của nó giống như là con mỏ con cò vậy đó. Đó, đây để mình quay chi tiết cho mọi người xem con cá này cái gì nha. Đó, mới đầu mình dòm con cá này á thì mình nói là con cá lim kim biển, nhưng mà cái chị bán cá chỉ nói không phải, con cá này là cái gì ta, con cá xương xanh, đúng rồi, chỉ nói là con cá này con cá xương xanh. Mình mới hỏi chỉ là tại sao kêu con cá này con cá xương xanh, chỉ nói là cái xương nó màu xanh cho nên người ta kêu con cá xương xanh. Con cá này nó giống như con cá lim kim biển vậy đó. Đó, con này là 1,2 kg, mà chỉ nói là con cá này có thể lớn là 3-4 kg, 2-3 kg luôn á. Con cá này là chỉ nhỏ thôi. Đó, 1,2 kg. Đây mọi người dòm cái mỏ nó nè, nó giống như mỏ con cá mập, nó giống như mỏ con cò vậy đó. Đó, lạ chưa? Đó, cho nên mình mới mua con cá này về mình ăn thử. Con cá này chỉ nói là rất là ngon nha, nó ngon hơn cá ba sa luôn. Đây, ở đây cái bụng nó nè. Đó, rồi thì bây giờ hôm nay mình sẽ chế biến con cá này, mình sẽ nướng, mình ướp, mình nướng giấy bạc, mình sẽ ăn kèm với lại bún tươi, bánh tráng. Khi mình nướng xong mình sẽ cuốn bánh tráng, bún tươi đó. Đó, thì con cá này nó rất là dài cho nên cái lò là mình sẽ không nướng đủ, cho nên mình sẽ sử dụng một nửa thôi, đây một nửa này thôi. Tại vì cái lò thì nó nhỏ quá, nướng không hết con cá này. Nếu mình nướng về kiểu mà hai đoạn mâm cá sẽ bị gãy, cho nên mình sẽ nướng một nửa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm chế biến cái con cá này, bây giờ mình sẽ nướng nha. Đây, thì nãy giờ mình đã lấy ruột ra cho nè, con cá này thịt không à? Đây, thì mình đã cắt cho làm đôi, thì mình sẽ sử dụng cái khúc này mình sẽ nướng, mình sẽ nướng với bạc nha. Đây, mình sẽ để nguyên cái mỏ luôn cho đẹp. Còn cái khúc này á, thì mình sẽ để ăn cơm, tại vì con cá này nó dài quá, cho nên mình sử dụng một nửa thôi. Rồi, cái này bỏ vô. Đây là cái trứng cá hay gì nè, cá này cá biển mình không biết nữa. Này chắc cái trứng đó. Mình sẽ chút xíu mình sẽ nướng luôn. Đây là cái ruột mình mới vừa làm nè. Bỏ qua một bên đi. Bây giờ mình sẽ khứa cho mình ướp gia vị cho nó thấm. Khứa xéo nè, mình sẽ gia vị vô. Rồi, xong. Rồi, cái chén gia vị này thì trong đây thì mình mới bỏ vô là đây là bột ngọt nè, tiêu, muối với lại cà no. Đây là bốn cái gia vị mình sẽ kết hợp và mình sẽ ướp vô cho nó thấm nha. Đây. Cà no, bột ngọt, muối với tiêu. Rồi bây giờ mình sẽ ướp luôn. Đâu xong bắt đầu mình sẽ cuốn vào bạc rồi mình nướng thôi. Xa đều. Rồi, như là chắc được rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cuốn vào bạc. Bây giờ mình sẽ chạy với bạc này nha. Ủa cái giấy bạc này nó bị lỗi hay sao nè. Đây sao kỳ quá. Ở đây nó trắng mà ở đây nó bị, chắc giấy bạc này bị lỗi quá. Bây giờ mình sẽ làm hai lớp đi. Đây mình lớp này. Cho cá lên đây, cho nằm sao ta,
nằm kiểu nào nó cũng dễ gì. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn hai cái đầu lại. Bỏ lên vỉ nướng nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đợi và chừng 5 phút thì mình sẽ lật lại. Rồi thì nãy giờ nửa tiếng cá này chắc nó chín rồi. Bây giờ mình sẽ khui hàng thử coi nó chín chưa nha. Quá nóng. Bây giờ nóng dữ rồi. Cái này nó chín hết rồi. Đây. Bốc mùi thơm quá. Cái này mình để lên cái giấy bạc này luôn. Thì mình ăn hết á, chút xíu cái mình không là chơ chơ nó giả luôn. Quá ngon. Súp ở đầu luôn, chín dữ lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ cho mỡ hành với lại đậu phộng lên. Đây, này là mỡ hành. Chế lên. Hấp dẫn chưa? Này, cho nó gì đi. Cho nó vô trong luôn. Quá hấp dẫn. Rồi đậu phộng. Quá đẹp. Rồi quá hấp dẫn. Xong. Giờ bây giờ mình sẽ lấy rau bún nước mắm rồi ra. Rồi hồi nãy giờ sau nửa tiếng thì mình đã nướng cá chín rồi nè. Đây là mình ăn kèm với là bún, còn này là dâu sống, đây là dưa leo, còn này là nước mắm chua ngọt, còn này là bánh tráng để mình cuốn đó. Thì bây giờ mình sẽ thử trước cái miếng cá này thử coi như thế nào nha, cho nó ngon không, tại vì bà bán cá bà nói cá này ngon lắm nè. Đúng rồi, bà bán cá nói là con cá này cái xương xanh nè, mọi người thấy cái xương màu xanh, bởi vì bà kêu con cá này cá xương xanh, nó giống như con cá cái gì ta, cá làm kiềm biển nhưng mà không phải. Đây mà mọi người miếng cá nha. Thịt nó ngon, nó giống như là con cá ba sài vậy đó. Cái đầu còn béo quá. Đây là cái trứng của con cá nè, đó. Đây mình thử cái trứng này thử coi nó ngon không nha, nó béo không nha. Bự quá ta. Nãy nó còn cái ruột nữa, nó nằm đâu chấm á. Rồi mọi người cái trứng nha. Này là trứng cá nè. Trứng này nó không béo, nó hơi hơi à, dai dai. Rồi bây giờ mình sẽ cuốn bánh tráng. Hai cái thấm vô miếng nước cho nó không bể. Sẽ cái thịt của nó. Đây, thịt của nó nè. Rồi bỏ cái bún trước nha. Đây. Cho miếng dưa leo lên. Dầu sống. Bỏ miếng cá lên. Cái xương cá nó màu xanh nè, người thấy xương không? Bà nói là con cá này là kêu cá xanh nè, cái xương màu xanh lè luôn nè. Đó. Rồi, cuốn đây. Cũng được.
Rồi, mời tất cả mọi người cuốn nha. Đây. Có bỏ món hành với đồng ẩm ăn thơm. Cá thì nó ngọt. Hồi mùa Việt Nam mấy tháng mới được ăn, bữa nào cũng ngon. Cái này mình kêu vợ ra quay nữa mà tại vì việc này thì ai ăn ở không á cũng kiểu mà mập á, thì vợ mình nay lên ký quá cho nên ngại không có quay. Việc này ai cũng ăn ở không, nay mấy tháng rồi cũng lên ký hết. Ăn có sức khỏe nhưng mai tiếp tục mình sẽ săn bắt. Tại vì hổm về thì nói chung là người ta cho đi vòng vòng nhà thôi chứ cũng chưa đi cho đi xa, nhưng nghe nói ngày mai người ta sẽ tháo chốt cho mình đi, chắc mình nghĩ là phạm vi trong xã thôi chứ không được đi xa đâu. Nếu mà đi xa được mình sẽ đi bắt tôm tích với bắt cá ngát. Tại vì bắt tôm tích với cá ngát mình đi tới mười mấy 20 cây số xa lắm. Và vòng vòng nhà thì chỉ có câu cua, bắt dợp, có bắt lòi, ba khía rồi nọ. Đang đợi ngày mai là một tay à. Bây giờ mình ta sẽ cho đi xa. Tại vì mình cũng đã chích 2 mũi, mình cũng đã có thẻ xanh rồi. Chắc có lẽ đi được. Chứng cá này ngon, giống như cá bà xa, cắm cung trắng. Qua mình chạy đi thăm ba cái rắn vòng nhà, nay 3 tháng à, lưới bị chuột nó cắn bành hết luôn, rắn không dính luôn, bỏ luôn. Còn 12 tay nữa, tại lúc trước mình mua tới 150 mét. Đặt xa lắm, tới mười mấy cây số mà nằm xã khác. Thì chắc đó là hư hết rồi, bị chùa cắn hết rồi. Chứ hai nó cỏ lên, có thì chắc cũng còn xương không. Rồi dớn nữa, dớn thì ngày em đặt chung ngày em nó đi thăm, bị người ta lấy hết rồi. Tại vì mùa dịch này người ta kiếm không ra tiền, người ta đi quần, người ta kiếm cá đoạn á. Rồi người ta thấy cái dớn mình, người ta lấy luôn hết luôn. Rồi nói chung là dớn là mua 2 cái mới chát luôn, chưa có bắt được con cá luôn, chưa bắt được cái gì hết. Lưới rắn gì nữa, chưa bắt được con rắn nữa. Là dịch bệnh này nay mấy tháng rồi là xong tiền, là mua 2 cái là 800 ngàn, mà chưa bắt được cái gì luôn. Cái đó mình nghĩ chắc là xong, dớn bị mất hết. Bây giờ không biết người ta có cho cái dạng mà đi qua xã này xã nội không nữa, tại vì tới ngày mai mình mới biết được. Bây giờ mình ta sẽ cho đi có thể xanh á, người ta sẽ cho đi đây đi đó, là mình đi quay những cái con rạ, những con mà kiểu như là tôm tích hay là cá ngát đó cho người xem. Tại vì tôm tích thì mỗi một năm thì mình chỉ bắt được một mùa, khoảng vài tháng thôi. Với cá ngát này nè, bắt tôm tích là mình phải cần có sức khỏe, nếu không có sức khỏe là không nổi, rất là mệt. Với hai nữa, mấy tháng này không lội, bữa hổm lội phải là mệt ghê luôn, bị hụt hơi luôn. Đó, đẹp trai. Mời tất cả mọi người cuốn nó nha. Đồ đồ ăn ngon quá. Cua đậu phộng béo. Làm YouTube nếu mà về săn bắt thì bây giờ phải nói là đang cực kỳ bị
gọi là bị trường hợp mà kiểu mà bị cắt sóng tiền rất là nhiều. Theo mình biết những cái kênh mà quen quen mình á, thì như là Tam Đẳng Tử nè, bị tắt hết kiếm tiền hai kênh luôn, có Kinh Chánh và Kinh Phụ luôn, Tam Đẳng Tử giờ Trang Bát Cường Giờ rồi Được Đồng Nai, Được Đồng Nai là Bắt Rắn á. Rồi tới thằng em mà xuống mình một lần, nay cũng cả năm là Hiếu TV, tên Hiếu luôn, Hiếu TV bị tắt kiếm tiền luôn, làm gì sinh tồn bị tắt tiền luôn, những cái kênh mà mình quen á. Còn những kênh lạ lạ rất là nhiều, nhưng mà cái kênh miền Bắc tắt rất là nhiều, rồi kênh Tây Bắc nữa bị tắt luôn, nói chung là bị tắt rất là nhiều. Bây giờ nếu mà làm chủ đề săn mắt là rất là nguy hiểm, mình không biết là tắt kiếm tiền khi nào luôn. Tại vì nghe Tam Đẳng Tử chia sẻ, khi mà bị tắt kiếm tiền nó không có báo mình là cái gì, cái video vi phạm là cái loại gọi là cái gì, chỉ báo chung chung thôi, cho nên là chưa biết là nó bắt về săn bắt mà nó bắt về cái gì luôn. Có nghĩa là bên YouTube nó báo cho mình á là tắt kiếm tiền thì nó báo chung chung thôi, chứ không có báo là mình đã vi phạm cái một cái video nào, cho nên không biết video nào luôn. Mà khó là khó chỗ đó, mà không biết là nó đang là cấm những con gì hoặc là bắt những con gì như thế nào, nói chung là chưa ai biết hết. Cái dạng như là tắt là mình cứ xem đầu video rồi mình coi cái nào thì mình thấy nghi ngờ thì mình xóa thôi, chứ còn nếu mà chưa biết chắc chắn nữa. Bởi giờ khó. Bây giờ làm thế nào hay đúng đó thôi, chứ bây giờ mình chưa biết chính xác là YouTube nó đang quét tắt ra mắt gì cái gì, nói chung làm tới đâu hay tới đó rồi. Thôi ăn cuốn này, cuốn thứ hai là muốn no. Con cá này cũng rẻ, hồi sáng thì mua 100 mấy ngàn ký, 120, toán 120 ngàn. Cá này ở vùng biển. Cái này hình dáng nó giống như là con cá lâm nghiệp. Cái này cái thương, nó chỉ một cái xương lớn đường sống và chứ nó có xương nhiệt. Quá đạt, ngon quá. Ngon, hai cuốn ngon. Quá ngon. Hai cuốn là no luôn, tại vì mình ít ăn cơm lắm, tại vì lúc trước đi săn bắt nhiều khi ăn ngày có chén cơm, hai chén cơm, bởi vì nhôm nhách này, thì dịch bệnh mấy tháng nay ở nhà lên được mấy ký, nói chung là ăn ít lắm. Rồi chắc mình sẽ chia sẻ tới đây thôi, thì hẹn mọi người ngày mai mình sẽ tiếp tục đi săn bắt đang cho mọi người xem, thì mọi người khi mến cho mình xin một like, một đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Rồi chào tạm biệt, hẹn mọi người cứ đi sau.